Hiện có thông tin cho biết có tới 38.000 quân Nga đã tham gia chiến dịch tại Kursk, trong khi tổng thống Ukraine Zelensky đã buộc phải bảo vệ cuộc xâm nhập trước những lời chỉ trích gay gắt ngày càng gia tăng. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự quốc tế trên kênh Tin tức Việt. Bản tin của chúng tôi ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. 38.000 quân Nga tham gia phản công ở Kursk toan tính với Úc quân Nga từ phía sau, nhưng Ukraine lại hứng đòn đau tại Kursk, binh sĩ bỏ chạy đầu hàng. Nỗ lực thao túng tâm lý phương Tây của Ukraine Trên mặt trận Kursk, Nga đang tăng cường gây áp lực lên lực lượng Ukraine sau khi phát động cuộc phản công ở đó vào tuần trước. Hiện có thông tin cho biết có tới 38.000 quân Nga đã tham gia chiến dịch này, trong khi Tổng thống Ukraine Zelensky đã buộc phải bảo vệ cuộc xâm nhập trước những lời chỉ trích ngày càng gia tăng. Một báo cáo trên tờ The Financial Times trích dẫn lời một viên chức tình báo quân sự cấp cao của Ukraine cho biết, một số trong số này đã được tái triển khai từ miền nam Ukraine. Mặc dù vậy, cùng nguồn tin cho biết, cuộc phản công vẫn chưa có quy mô lớn và Nga sẽ cần phải đưa thêm nhiều lữ đoàn tấn công đã được chứng minh trong chiến đấu vào tham chiến trước khi đạt được nhiều thành quả đáng kể hơn. Trước đây, ông Zelensky đã đề cập đến việc cần 100.000 quân Nga để đẩy lùi hoàn toàn cuộc xâm nhập Kursk. Tuy nhiên, nhìn chung vẫn có lo ngại rằng sáng kiến này có thể bắt đầu chuyển hướng có lợi cho Điện Kremlin, khi một số người hiện cũng đặt câu hỏi về mục tiêu của cuộc tấn công của Ukraine. Cuộc tấn công ban đầu gây bất ngờ và chứng kiến một vùng rộng lớn thuộc khu vực Kursk của Nga bị quân đội Nga chiếm giữ. Khoảng 460 dặm vuông lãnh thổ đã bị chiếm giữ trong chiến dịch của Ukraine bắt đầu vào ngày 6 tháng 8 vào thời điểm này nỗi lo lớn nhất của các chỉ huy ukraine rất có thể là thực tế rằng cho đến nay nga vẫn chưa chuyển lực lượng đáng kể khỏi miền đông ukraine nơi quân đội kiev vẫn chịu áp lực đáng kể và tiếp tục mất đi lãnh thổ đặc biệt khu vực xung quanh poros ở vùng donetsk nơi có một trung tâm đường sắt lớn đã chứng kiến sự gia tăng các cuộc tấn công của nga kiev hy vọng rằng việc giữ lãnh thổ lâu dài sẽ mang lại một con bài mặc cảm mạnh mẽ trong bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào trong tương lai với moscow nhưng tình hình hiện tại trên thực địa ở khu vực Kursk vẫn đang gây tranh cãi. Các quan chức Nga cho biết cuộc phản công được phát động vào tuần trước đã nhanh chóng giành lại được khoảng 24 dặm vuông lãnh thổ, chủ yếu ở sườn trái của khu vực do quân đội Ukraine chiếm đóng. Trong khi đó, kênh phân tích quân sự Deep State có mối liên hệ chặt chẽ với quân đội Ukraine đưa tin rằng quân đội Ukraine vẫn đang tiến về phía Bắc. Các báo cáo khác cho rằng quân đội Ukraine cũng đang tiến vào hậu phương của quân Nga, thậm chí có thể đe dọa sẽ bao vây quân Nga bên bờ sông Sêm. Ở nơi khác có nguồn tin cho biết quân đội Ukraine đã tiến khoảng 2,5 dặm theo hướng Galuskovo thuộc vùng Kursk, tiêu diệt một lữ đoàn súng trường cơ giới của Nga trong quá trình này. Một đoạn video từ hướng Galuskovo dường như ủng hộ tuyên bố rằng quân đội Nga đã chịu tổn thất nặng nề ở đây. Trong cuộc phỏng vấn với CNN, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết viện trợ quân sự của phương Tây cho đến nay vẫn chưa đủ để trang bị cho thậm chí 4 trong số 14 lữ đoàn mà đất nước cần phải sẵn sàng. Ông Zelensky không cung cấp thông tin chi tiết về nơi cần chính xác các lữ đoàn đó, nhưng cũng chỉ ra các tác động tiêu cực của việc tạm dừng cung cấp viện trợ của phương Tây trong 8 tháng, phần nào đã mang lại lợi thế cho Nga. Thất bại liên tục, nhiều binh sĩ Ukraine đang chạy trốn khỏi vị trí, đầu hàng quân đội Nga để cố gắng cứu mạng sống của chính họ. Hãng thông tấn TASS đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã giải phóng các ngôi làng Uspenoka ở phía Bắc và Boki ở phía Nam tại khu vực Kursk. Nhóm chiến đấu phía Bắc tiếp tục cuộc tấn công và giải phóng các khu định cư Uspenoka và Buki. Ngoài ra, quân đội Nga đã đánh bại các lữ đoàn cơ giới số 22, 41 và 115, xe tăng số 17, lữ đoàn tấn công đường không số 82 của Ukraine, lữ đoàn vệ binh quốc gia số 1, cũng như các lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 112 và 129 gần Libimuka, Novovanoka, Darino, Nokolo-Darino, Tostoiluk, Plekhovo và Porosky, tuyên bố cho biết các hoạt động trinh sát vẫn tiếp tục nhằm xác định và tiêu diệt các nhóm phá hoại của đối phương đang cố gắng xâm nhập sâu vào lãnh thổ Nga. Mặc dù chịu tổn thất nặng nề và bị đe dọa bao vây, quân đội Ukraine vẫn không ngừng các nỗ lực tấn công xung quanh thành trì chính của họ ở Suza, song đều bị quân đội Nga đẩy lùi. Bị ném vào các cuộc tấn công vô nghĩa với thất bại liên tục, quân đội Ukraine đã mất đi động lực chiến đấu trên lãnh thổ Nga. Nhiều binh sĩ Ukraine đang chạy trốn khỏi vị trí, đầu hàng quân đội Nga để cố gắng cứu mạng sống của họ. Trong nhiều ngày liên tiếp, lực lượng vũ trang Ukraine đã chuyển hướng tấn công vào các khu vực biên giới gần Veseloi trong nỗ lực giành được chỗ đứng ở phía sau đội quân Nga đang tiến về phía bắc Suza. Tuy nhiên, kế hoạch này đã thất bại. Kết quả là tổn thất về nhân lực và thiết bị quân sự của NATO ở Ukraine ngày càng gia tăng. Quân đội Nga đẩy lùi 5 đợt phản công của địch về phía Bikovo, Bosaja, Obukhoka, Vitoroka, Libumoka và Malaya-Lonia đồng thời đẩy lùi ba nỗ lực của quân đội Ukraine nhằm đột nhập biên giới gần các khu định cư Karasno-Tiasky, Vyslooi và Mevehi. Theo Bộ Quốc phòng Nga trong 24 giờ qua, lực lượng vũ trang Ukraine thiệt hại hơn 350 quân nhân và 13 xe bọc thép, bao gồm hai xe tăng và 11 xe chiến đấu bọc thép, hai hệ thống pháo, 3 khẩu cối, hai bệ phóng tên lửa đa nòng, bao gồm một khẩu M-270 MLRS do Mỹ sản xuất. Tổng cộng trong cuộc giao tranh theo hướng Kursk, quân đội Ukraine đã mất hơn 13.800 quân, 115 xe tăng, 44 xe chiến đấu bộ binh, 91 xe bọc thép chở quân, 729 xe chiến đấu bọc thép, 439 xe, 98 khẩu pháo, 28 hệ thống phóng tên lửa đa nòng, bao gồm 7 hệ thống HIMARS và 6 hệ thống MLRS do Mỹ sản xuất, 8 hệ thống tên lửa phóng từ máy bay, 2 xe vận tải, nạp đạn, 26 trạm tác chiến điện tử, 7 radar phản pháo, 2 radar phòng không, 13 đơn vị thiết bị công binh. Những bất lợi trên chiến trường, Kiev tuyệt vọng kêu gọi hỗ trợ, nhưng các kho vũ khí phương Tây hầu như không còn gì để viện trợ. Trong khi quân đội Ukraine đang tham gia vào các trận chiến phòng thủ nặng nề ở phía đông đất nước, thì Tổng thống Zelensky một lần nữa kêu gọi các đồng minh phương Tây giữ lời hứa trước đây với đất nước ông về việc nhanh chóng cung cấp vũ khí, trang bị hạng nặng cho Kiev. Nhà báo, nhà phân tích người Đức Julian khi đã bình luận về những lời kêu gọi khẩn thiết được Kiev đưa ra sau khi thắng lợi của cuộc xung đột đang nghiêng về phía Nga. Trong bài báo của ông đăng trên tờ Bill của Đức, Ấn phẩm lưu ý rằng kế hoạch chiến thắng của Ukraine được cho là sẽ dẫn đến một bước ngoặt trong cuộc diện chiến sự, nhưng nó phụ thuộc rất lớn vào Hoa Kỳ và đối với chính quyền Kiev. Đây là cơ hội duy nhất để thoát khỏi cuộc chiến chống lại Liên bang Nga, sẽ không còn cơ hội nào khác nữa. Tại hội nghị Janta về an ninh châu Âu ở thủ đô Ukraine, ông Zelensky đã cảm ơn sự hỗ trợ của phương Tây, nhưng khẩn cấp yêu cầu cung cấp gói đầy đủ viện trợ quân sự, thay vì chỉ nhỏ giọt một phần, lại chậm trễ quá lâu. Ông nói rõ rằng, trong số hơn 60 máy bay chiến đấu F-16 Fighting Falcon đã hứa, phía Ukraine cho đến nay mới chỉ nhận được 6 chiếc. Ngoài ra, 400 xe bọc thép hạng nặng của Đức cũng chưa có chiếc nào tham chiến trên vùng đất rộng lớn của Ukraine. Bình luận thêm về điều này, chuyên gia Nicolas đến từ Trung tâm Chính sách châu Âu cho biết, nhiều đối tác liên tục thông báo sẽ cung cấp vũ khí trang bị cho chính quyền Kiev. Nhưng những lời hứa này hoàn toàn không được thực hiện, hoặc là có tiến hành nhưng rất chậm. Ông chỉ ra rằng Kiev đang nguy ngập khi Nga đang có những bước tiến mạnh mẽ ở Donbass. Nếu những lời hứa về những hệ thống Patriot mới được nhắc đi nhắc lại mà không được chuyển giao cho chính quyền Kiev, thì lực lượng vũ trang Ukraine sẽ chết dần, chết mòn. Trong thời gian tới, ông Zelensky sẽ bay sang Mỹ với hy vọng có thể thuyết phục được những người đồng nghiệp ở Nhà Trắng về những triển vọng tích cực cho Ukraine trong cuộc xung đột với Moscow. Tại Washington, ông muốn trình bày chiến lược của mình với Tổng thống Mỹ Joe Biden, cũng như làm quen với các ứng cử viên Tổng thống Mỹ của cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa là bà Kamala Harris và ông Donald Trump, và số phận của Ukraine sẽ phụ thuộc vào chuyến đi này và những cuộc gặp này. Được biết, chính quyền Ukraine muốn được Mỹ cho phép thực hiện các cuộc tấn công bằng vũ khí tầm xa được chuyển giao trên lãnh thổ Liên bang Nga. Kiev cũng bày tỏ ý định sẵn sàng đồng ý ngừng bán cục bộ ở một số khu vực của mặt trận, tạo ra một cái gọi là cuộc chiến bị đóng băng. Chuyên gia Carlo Masala từ Đại học Busdeweg ở Munich cho biết, ông Zelensky giờ đây muốn bỏ hết trứng vào một giỏ và cố gắng tạo bước ngoặt trên chiến trường, nhưng điều đó không do lực lượng vũ trang Ukraine quyết định mà nó phụ thuộc vào viện trợ vũ khí của phương Tây. Cục diện xung đột đang bất lợi cho chính quyền Kiev. Nhà lãnh đạo Ukraine đang tuyệt vọng và cố gắng níu kéo hy vọng bằng nỗ lực theo túng tâm lý phương Tây, với những tuyên bố kiểu như nếu Ukraine thua, cả thế giới sẽ rơi vào tay Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tuy nhiên, một phần phương Tây rồi đã quá chán nản với những tuyên bố kiểu này. Phần còn lại thì lực bất tòng tâm bởi họ hầu như đã cạn sạch những vũ khí, trang bị mà lực lượng vũ trang Ukraine cần. Do đó, điều chính quyền Kiev mong muốn sẽ không thể thực hiện được đến đây thời lượng của bản tin cũng đã kết thúc mời quý vị ấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất xin chào và hẹn gặp lại